Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi nhá. Thì hôm nay em vừa về được một em họa mi các bác nhá. Em này thả được như gà luôn các bác nhá. Các bác có thể thấy là chim vừa về luôn các bác nhá. Đây là cái học này, cái học em vừa mới về này. Đấy, người ta gửi cho em này. Đấy, về phát em thả ra lồng trần luôn. Nhưng mà cái này em thả trong nhà các bác nhá. Còn em có clip thả ngoài trời nhá. Bác nào muốn xem thì có thể nhắn tin qua cho em gửi cho con xem nhá. Này cho các bác xem cái chân của nó nhá. Cái chân của nó cũng rất là bẩn nguyên này các bác này, bởi vì nó vừa về chưa được tắm rửa gì các bác nhá. Đầu mặt rất là đẹp luôn. Đầu mặt rất là đẹp luôn các bác này. Em đang quay ở trong nhà các bác nhá, chim mới về mà. Không cần xích luôn cái loại này. Con này nó không phải là chậm mỏ đâu các bác nhá, mà là mỏ rất là tốt đấy, nhưng mà nó chim nó vừa mới về các bác. Ở trong cái nhà không gian hơi chật các bạn, nên là em nuôi 4-5 con họa mi ở trong một không gian này, nên là nó rất là nhiều tiếng họa mi hót. Cái phiếu mình cầm vừa đặt trên bàn gửi xe côn thương. Em thử lấy con sâu con bón cho nó nhé, xem nó ăn không nhé. Sâu rồi con này. Này, ăn đi. Đấy, các bác thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Trời, chim mới về nó đói các bác. Chân tay vẫn còn bẩn. Đó, em quay clip tạm thôi. Bón tay cho nó ăn không thôi nhé.
Ăn đi. Em sắp chạm vào người lông đuôi đó rồi con này. Nó mới còn lạ. Ăn đấy, nhưng mà nó vừa ăn xong. Bây giờ em sẽ bắt nó vào lồng con nhá, cho các bác xem nhá. Đây cái lồng em để sẵn đây rồi. Sẽ bắt nó vào lồng cho các bác xem. Thực ra nó đơn giản thôi mà các bác. Đây cái lồng em chuẩn bị một cái móc sẵn này. Vào đi. Đấy. Có thấy tuyệt vời không? Đóng cửa vào. Cho nó nghỉ ngơi ăn uống lại các bác nhá. Xin chào tất cả các bác.